có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ. Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Kính chào anh chị em. Chúng ta đang ở cái ngày cuối cùng của tuần lễ này, ngày thứ 7, và cũng là trong những ngày cuối của tháng 11. Chúng ta có cả một tháng 11, Hội Thánh muốn chúng ta nhớ về những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, đang ở bên Chúa. Họ có thể ở bên Chúa trong tình trạng vinh quang, tức là thiên đàng. Họ cũng có thể ở bên Chúa trong tình trạng thanh luyện, ở luyện ngục. Ở nơi đó, họ đang cố gắng khẩn xin Chúa để cuộc đời của họ được sửa chữa. Và nhờ lời chuyển cầu của chúng ta với những phước lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta chuyển cho các ngài, trở nên cơ hội để cho chúng ta và các ngài nên một với nhau trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Do vậy, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay lại mời gọi chúng ta xác tín về sự sống đời đời. Những người Sa Đốc, họ không tin có sự sống đời đời. Họ bảo rằng sự sống đời đời là một cái gì đó nó mê lầm và thậm chí là nhảm nhí. Nhưng trong cuộc đời của chúng ta thấy những ai không tin vào có sự sống đời đời thì họ sẵn sàng làm bất cứ mọi việc, kể cả sai lầm và kể cả độc ác. Bởi vì đối với họ, sống chỉ có đời này, sống xong là hết, không còn gì nữa cả. Và như vậy, họ làm và họ không phải chịu trách nhiệm về đời sau. Trong đời này cùng lắm là đi tù, hoặc là cùng lắm là xử bắn, là xong. Và cái tai họa họ gieo cho bao nhiêu người khác, nó tràn đầy và họ không phải chịu trách nhiệm về sau. Và cái tình trạng của một xã hội vô thần càng ngày càng bệ rạc về đạo đức là như vậy đó. Họ không tin có sự sống đời đời. Còn chúng ta là những người tin có sự sống đời đời, thì chúng ta nhớ Chúa Giêsu bảo: Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Một Thiên Chúa hằng sống, vì đối với Ngài tất cả mọi người đang sống. Đối với Thiên Chúa tất cả mọi người đang sống, chỉ khác là sống trong tình trạng nào mà thôi. Sống, cái sự sống đời đời ngay trong giây phút hiện tại của một thế gian chật hẹp và giới hạn, để chúng ta dám làm điều ngay chính cho đời này và cho đời sau. Chúng ta dám làm điều tốt cho đời này và cho đời sau. Và đặc biệt là chúng ta dám đối đầu với sự ác, để trong quyền năng Chúa loại trừ sự ác cho đời này và đời sau.
Và lúc đó chúng ta được thông phần vào cái lộ trình cứu độ của thế gian trong Chúa Giêsu nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Amen.